từ một trong những công ty phát hành game lớn hàng đầu Việt Nam, tức là kiểu một trong hai công ty này, đến với tựa game kiếm hiệp mới đến nỗi tên có cả chữ Tần, thứ mà họ khăng khăng là thêm vào từ bản cập nhật đồ họa lần trước. Đồ họa hảo hán chưa? Hảo hán! Tần Thiên Long Mobile. Sau thành công của Thiên Long Bát Bộ hơn 10 năm về trước, VNG vẫn chưa thể crying over you như là JT, nên họ mang đến cho chúng ta Tân Thiên Long Mobile. Cùng kệ con mẹ dòng thời gian và đi ngược về quá khứ, để thấy mọi môn phái lớn nhỏ trong giang hồ đều đang tranh đua để đoạt lấy một cuốn bí kíp võ công mà không ai rõ là bí kíp gì. Kẻ đến gần với mục tiêu đó nhất là Tình Túc lão quái Đinh Xuân Thu, là một thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao, bạn phải ngăn lão lại bằng mọi giá. Để làm điều đó, bạn phải vượt qua vô vàn những tên thủ hạ. Khi tôi nói vô vàn tức là kiểu 4 tên. Trước khi chạm trán với Đinh Xuân Thu, bà bị đánh cho ngã sấp mặt và bị tụt con mẹ nó 89 level, nên bạn phải bôn ba giữa giang hồ hiểm ác, được xây dựng dựa trên bộ tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ chứ danh, đến những địa điểm chứ danh, gặp những nhân vật chứ danh, chứng kiến những màn tỉ thí đã đi vào truyền thuyết và giao tiếp rất còn mẹ nó nhiều. Không biết công tử nhà ta, không biết công tử nhà ta. Chúng ta là thế khách trời sinh. Mộ đan thiên tử được. Mẹ mà nói nhiều thế, game cho người hướng ngoại à? Đánh giá một sao bây giờ. Cùng với những anh hùng hào kiệt khắp nơi, bạn sẽ chơi xếp hình, giải đố, giải hệ phương trình bậc nhất hai ấn, đánh thú rừng, đánh chó, đánh bướm, đánh mời ông sư. What the fuck, lâu gì à? Và lao đầu vào nhiều trận chiến cam go hơn nữa, trở nên mạnh mẽ hơn, để rồi quyền con mẹ nó mất mục tiêu ban đầu là cái gì. Vì giờ bạn đã mạnh đến mức một trường cũng đủ làm lỗi con mẹ nó phải âm thanh của game. Thật nhá, chả ai quan tâm đến một lão già lọm cọp nắm được bí kíp võ công đệ nhất thiên hạ. Võ có đánh bại được ung thư không? Nhảy ngay lên lưng một chiếc đại bàng để đến với màn hình load game và khám phá thế giới cổ tràng kỳ thú của Tân Thiên Long, nơi bạn có thể chọn giữa việc cưỡi ngựa như một hào hán đích thực, hoặc cưỡi một con gấu bắc cực có gắn yên, hoặc là cưỡi luôn phần còn lại của cái thảo cầm viên miễn là bạn có tiền, và tham gia những hoạt động hấp dẫn như thí luyện anh hùng, để bạn được đánh người, đánh khỉ, đánh cóc, đánh nhiều quái, nhưng không đánh bại được sự cô đơn, nên hãy tham gia bang hội, giao lưu với hảo hữu gần xa và chung tay xây dựng một băng đảng online, đụng nọ đập. Ấy da, toàn là hảo hán không đó mà. Hảo hán. Bạn có ngửi thấy mùi gì không? Đó là mùi một thằng YouTuber đang ngày đêm cày cuốc để tìm những hòn đá tốt hơn để khám phá mới trang bị này. Và cùng anh em chuẩn bị cho hoạt động loạn chiến anh hùng mới nhất, nơi anh hào tụ hội, nơi tuyệt kỹ phô bày, nơi hảo hán tư hùng loạn đả. Và tôi thì không rõ là ở đấy có gì vui, nhưng vẫn cứ phải bấm vào vì nghiện thì vương liệm đắt giá hay bú đá rẻ tiền thì cũng như nhau hết. Nhưng mà khoan, tại sao phải chơi Mai Thúy khi bạn có thể chơi Tân Thiên Long Mobile, nhất là khi môn phái mới, điểm thường sắp ra mắt, cùng tạo thêm một slot nhân vật nữa để cầm chắc trên tay cái cành cây héo úa của John C, rồi mua những đường quyền vào mặt kẻ địch, bất kể đó là NPC hay những người chơi khác, trong hàng loạt những hoạt động PvE và PK hấp dẫn. Và vì sự kịch tính là chưa bao giờ đủ, hãy làm quen với hệ thống kỹ năng tông phái, thứ làm bật lên sự độc đáo và tính chất riêng của các trường phái võ công, và làm bật luôn hai con mắt của bạn ra ngoài vì nhìn đánh nhau rối vai. Bằng việc linh hoạt thay đổi bộ kỹ năng, bạn có thể tùy biến cho mình những chiêu thức mạnh mẽ nhất để tiếp tục làm bật hai con mắt ra ngoài vì nhìn đánh nhau vẫn rối vãi. Võ nghệ cao cường đấy. Giờ thì bán cho tôi cái bút này xem nào. Với sự tham gia của dọn dẹp nhà cửa Simulator, mở khóa màn hình Simulator, cơm chó. Ai là triệu phú? Sử dụng sức lao động trẻ em. Nhấp. Nhấp nút tấn công để đánh. Nhấp hoàn thành nhiệm vụ. Nhấp vào đây. Tân Thiên Long Mobile. Mobile VNG, tuyệt tác kiếm hiệp Kim Dung, tải ngay trên Google Play hoặc App Store.